Tô chính thức nắm chức Tổng Bí thư, Lương Cường sẽ đối mặt với đại họa. Lương Cường là người được ông Nguyễn Phú Trọng mang về Ban Bí thư, chấn giữ thành trì này sau khi bà Trương Thị Mai bị ngã ngựa. Đây được xem là nước cờ hay của ông Trọng khi chọn một tướng quân đội thay cho ông điều hành Ban Bí thư, nơi có rất nhiều người được ông Trọng nâng đỡ đang ẩn nấp. Để ông Lương Cường nắm thường trực Ban Bí thư là một lợi thế, tuy nhiên ông Trọng không sống đủ lâu để ông Lương Cường có thể củng cố được thế lực trên cương vị mới này. Ông Trọng chết trong lúc Ban Bí thư chưa thể hồi phục sau khi bị Tô Lâm tấn công cho tàn nát. Vào ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư. Như vậy từ nay Tô Lâm không chỉ nắm trong tay Bộ Công an mà nắm luôn cả Bộ Quốc phòng với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng thời từ nay Tô Lâm cũng là người lãnh đạo Ban Bí thư, nghĩa là giờ đây Tô Lâm đã làm chủ căn nhà do ông Trọng xây dựng suốt 13 năm để lại. Liệu Tô Lâm sẽ làm gì với căn nhà này đang là câu hỏi được dư luận đặt ra. Lương Cường là một tướng của quân đội. Trước đây ông Tô Lâm không thể cho công an điều tra, thì bây giờ dù đã nắm trong tay quân đội về mặt đảng, nhưng Tô Lâm muốn điều tra sai phạm của Lương Cường thì cũng cần phải có sự hợp tác của Phan Văn Giang. Nói chung với Lương Cường, Tô Lâm không dễ xử lý như đã từng làm với Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ cũng như Trương Thị Mai. Ngược lại với Lương Cường, giờ đây đã bị Tô Lâm đè đầu thì khó có cơ hội thăng tiến cho được. Ông Lương Cường và ông Nguyễn Trọng Nghĩa đều là tướng quân đội, được Nguyễn Phú Trọng kéo về gia cố cho Ban Bí thư. Nếu ông Tô Lâm không loại được hai cái gai này thì quyền lực của ông đối với Ban Bí thư sẽ không thể đạt được như tuyệt đối như ông Trọng. Với cương vị mới, chắc chắn Tô Lâm tiếp tục tính toán những phương án để loại bỏ tàn dư của ông Trọng. Hiện nay trong Ban Bí thư mới chỉ có Nguyễn Duy Ngọc là đệ tử ruột của Tô Lâm, những nhân vật khác đều là người của ông Trọng cả. Vào năm 2019, ông Lương Cường và Tô Lâm cùng được ông Trọng phong hàm đại tướng một lượt. Lúc đó, ông Trọng có ý đưa Lương Cường nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng cuối cùng Lương Cường lại thất bại trước Phan Văn Giang. Ông Lương Cường phải đợi đến 3 năm thì ông Trọng mới có cơ hội để đưa ông tướng này về lại Ban Bí thư thay cho ông Trọng quản lý cơ quan. Hiện nay, Tô Lâm đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc là sử dụng lại nhân sự do ông Trọng tuyển chọn và để lại, hoặc loại bỏ dần để thay thế bằng người Hưng Yên. Với bản tính đa nghi, không tin ai ngoài những người có quan hệ họ hàng và đồng hương Hưng Yên, thì xem ra Tô Lâm khó có khả năng sử dụng Lương Cường làm phó tướng cho mình. Khả năng cao Tô Lâm sẽ tìm cách loại Lương Cường khỏi Ban Bí thư, thế nhưng loại bằng cách nào là câu hỏi đang được đặt ra. Hầu hết thành viên của Ban Bí thư hiện nay không phục Tô Lâm. Có thể họ nghe lời Lương Cường hơn là Tô Lâm, bởi chẳng ai xa lạ gì những hành vi phản trắc của Tô Lâm đối với sếp của họ trong thời gian vừa qua. Để bảo những người này tuyệt đối vâng lời là điều gần như không thể. Có thể ngoài mặt họ tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng đằng sau không biết họ toàn tính những gì. Với những nhân sự như vậy, Tô Lâm không bao giờ an tâm ngồi trên chiếc ghế của mình. Hiện nay, Tô Lâm đang nắm giữ cả chức Tổng Bí thư và cả Chủ tịch nước. Nếu nhả chức Chủ tịch nước rồi điều Lương Cường sang ghế hữu danh vô thực này để mà thịt cũng là một cách làm không tồi. Nhưng liệu Tô Lâm với bản chất tham quyền có chịu nhả ra chiếc ghế Chủ tịch nước hay không là một câu chuyện chưa thể biết được. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm chính thức thành Tổng Bí thư, Lương Cường sẽ đối mặt với đại họa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Ba Dũng như sư tử già, liệu có dám thách đấu với cọp dữ Tô Lâm hay không? Sau khi Tô Lâm tạo phản, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị không còn muốn công khai các cuộc họp hành bất thường, bởi họ biết dân đã bàn tán về những điều không hay ho gì về họ. Những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực diễn ra hàng ngày và mỗi lần thêm khốc liệt hơn và mang đầy tính chất mafia.
mặc dù đảng cho bộ máy tuyên truyền chối bỏ, không thừa nhận sự thật này nhưng họ không thể nào che cả bầu trời. Những thông tin từ nội bộ của đảng liên tục lan truyền ra ngoài và được các cơ quan truyền thông quốc tế, hải ngoại và các blogger, facebooker loan tải. Đa số các thông tin này đều chính xác. Gần đây, nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm được biết, ngày 2 tháng 8, Tô Lâm đã cho họp Bộ Chính trị bất thường để ép các ủy viên của bộ siêu quyền lực này phải đồng ý để Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí Thư. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Tiếp đến ngày 3 tháng 8 đã họp Ban chấp hành Trung ương bất thường để bầu Tổng Bí Thư và Tô Lâm đã đắc cử. Thế và lực của Tô Lâm đang như trẻ tre, gần như không có một thế lực nào khác đủ sức ngăn cản. Trước khi Tô Lâm kiêm quyền Tổng Bí Thư, dư luận chú ý đến liên minh giữa Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Chỉ vì có liên minh này thì mới đủ sức ngăn cản, sức tiến như vũ bão của Tô Lâm. Nhưng rồi sự hợp tác của hai người này không rõ ràng hoặc không kịp thời, nên Tô Lâm vẫn cứ băng băng về đích. Lúc này quyền lực của Tổng Bí Thư đã chính thức lọt vào tay Tô Lâm, chỉ cần ép được Bộ Chính trị thêm một lần nữa là xem như Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang hết cơ hội phản công. Những ngày này, đặc biệt là sau cái chết của ông Trọng, ông Nguyễn Tuấn Dũng đã xuất hiện nhiều hơn và tin đồn về sự trỗi dậy bà Dũng cũng được thổi bùng. Có ý kiến cho rằng bà Dũng sẽ bắt tay với Phạm Minh Chính để mà chống lại Tô Lâm. Nếu chiến thắng thì Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết sẽ có tương lai sáng lạn. Tuy nhiên, suy đoán này chỉ là dựa vào chữ nếu chiến thắng. Còn một chữ nếu nữa, đó là nếu liên minh Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng thất bại, thì Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết sẽ đi về đâu? Đặt lên bản cân giữa Nguyễn Tấn Dũng và Phan Văn Giang, ai có thực lực hơn ai? Ông Dũng từng là sư tử trên chính trường, nhưng giờ đây ông đã nghỉ hưu. Ông như con sư tử già, không còn quyền lực trong tay, làm sao có thể giúp cho Phạm Minh Chính cho được? Người Việt có câu, có thực mới vực được đạo. Trong trường hợp này, nếu bắt tay với Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng làm sao nâng được sức mạnh của liên minh đây? Đến thời điểm này, liên minh giữa Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính có nguy cơ không thể cản đường được Tô Lâm, bởi Tô Lâm ra đòn quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến các phe khác không kịp đối phó. Có thể nói, dù nỗ lực hết sức, phe Phạm Minh Chính vẫn còn thua phe Hưng Yên của Tô Lâm khá xa. Vì vậy, nếu quả thật ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dám liên minh và liên kết với Phạm Minh Chính để mà chiến với Tô Lâm thì rủi ro cũng rất cao. Có nguy cơ cả hai ông sẽ bị biến thành củi trong cái lò của Tô Lâm. Trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, có một kế cuối cùng là kế thứ 36, tức là tẩu vi thượng sách. Hiện nay khi các cửa thắng đều bít với bà Dũng thì tốt hơn hết ông Dũng nên dùng kế 36, cần phải kéo Nguyễn Thanh Nghị ra khỏi quỹ đạo của Phạm Minh Chính để tránh bị triệt hại chung khi Phạm Minh Chính thất bại. Đối với Tô Lâm, Phạm Minh Chính là kẻ thù lớn nhất của ông hiện nay. Từ đây tới đại hội 14 sẽ khai mạc vào đầu năm 2026. Thế nào Tô Lâm cũng đánh mạnh vào Phạm Minh Chính. Bởi đây chính là hòn đá tảng cuối cùng có khả năng cản đường tiến quân của Tô Lâm thực hiện mưu đồ bá chủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Bà Dũng như sư tử già, liệu có dám thách đấu với cọp dữ họ Tô hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm d.